Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 3 số thực ABC. Tìm nghiệm của phương trình bậc 2, ác bình phương cộng b cộng c bằng 0. Chương trình cần xét đầy đủ các trường hợp xảy ra. Phương trình bậc 2 là một bài toán rất là quen thuộc với các em đúng không ạ? Vậy thì hãy cho cô giáo biết là đối với chương trình bậc 2 này thì các trường hợp xảy ra đó là những trường hợp nào? Nhóm còn lại em có nhận xét gì về phần trình bày của bạn không?
học rồi đúng không ạ? À, cho nên cách giải thì không có gì quá khó. Chúng ta cô cho dễ hiểu. Đây chính là sơ đồ đồ giá giải quy trình tập 2. Được chưa? Ở đây nếu A bằng 0 thì chúng ta sẽ có hai nhánh, đúng không? Nhánh đúng và nhánh gì? Nhánh sai. Và các trường hợp các bạn đã nêu rất là đầy đủ. Vậy thì nhìn vào sơ đồ này thì để cho bài toán của chúng ta có cấu trúc rõ ràng thì theo em chúng ta có nên chia bài toán lớn này thành nhiều bài toán và nếu chia thì chia như thế nào? Nào các bạn, nào mình dạy lên. Nhóm số 1 yêu cầu những nhóm trước, đúng không? Là các nhóm số 2 và số 3 chúng ta
dấu. Đầu tiên thì em sẽ thiết lập hàm, đó là hàm nhập dữ liệu. Sau rồi em sẽ tiếp tục là nhập ba số thực ABC cách nhau bởi dấu cách vào một sâu ký tự. Sâu ký tự thành danh sách Endroom. Sau tiếp tục là em sẽ tiếp tục dùng lệnh flush để biến các giá trị trong danh sách Endroom trở thành dư là trở thành giá trị số thực. Trong đây có nhóm 1 các bạn có một số không? Cái nhóm số 2 và số 3 các bạn thấy hàm nhập dữ liệu các bạn có hợp lý chưa? Thank you.
Chúng ta phải xác định bài toán nhanh này, chúng ta phải mô tả
Nhớ là trước khi chạy thì phải lim vào chứ. Nhập một số ông một xem nào. À, nhập sai thì lại. Các được học ngày hôm nay, về nhà các bạn sẽ hoàn thiện cho cô giáo phần nội dung vận dụng này và một bài tập ở cuối cái phiếu các em đang được phát. Đến trước về nhà làm và buổi sau cô giáo sẽ không đuổi chấm những cái điểm xuyên. Các mình nhớ chưa? Rồi, bài học hôm nay các mình có một câu hỏi nào với cô giáo không ạ? À, vậy thì về nhà các em sẽ hoàn thiện phần bài tập vận dụng cho cô giáo này, chuẩn bị trước bài ôn tập bài số 32 nhá. Rồi cô giáo mời không.